vì tôi đã đi ngược lại những quan điểm trước đây của tôi về phòng mạch tư chứ gì. Một bệnh viện tư không phải là phòng mạch tư. Giai đoạn ở phòng mạch chỉ là giúp cô Kiều một thời gian quá độ thôi. Tôi muốn làm lại từ đầu ở một bệnh viện mình có toàn quyền. Cứ cho là anh đang đi đúng hướng và sẽ thành công. Nhưng anh vẫn giấu một điều. Giai đoạn tạm thời ở phòng mạch chị Kiều sẽ giúp anh khắc phục được tình trạng túng thiếu hiện nay và giữ thể diện về kinh tế với chị Bích và con Kim. Hồi em còn là sinh viên, anh vẫn dạy phải giấu mục đích khi hành động là sự biểu hiện thiếu tự tin của người trí thức. Chính vì vậy mà lòng dạ anh bất an và muốn được em chia sẻ. Đúng, tôi đang cần sự chia sẻ. Nếu em khuyên anh bỏ ý định thì sao? Cô có tin tiền khám một bệnh nhân ở phòng mạch cậu Hùng là 50.000 đồng một lần không? Bây giờ anh mới biết. Nếu là anh, chị Kiều có thể tính 70-80.000 một lần cũng nên. Tôi không coi đồng tiền làm trọng. Em không tranh luận đồng tiền đáng trọng hay đáng khinh, nhưng anh đã bắt đầu quan tâm đến nó. Em ủng hộ anh hợp tác với chị Kiều. Cô không nói giỡn chứ? Về bệnh viện tư em không nói gì đâu. Đây là vấn đề lớn. Thời gian và thực tế sẽ trả lời tốt hơn tầm nhìn của em. Và anh đã nhất định không quay trở lại bệnh viện thì làm việc ở phòng mạch chị Kiều vẫn tốt hơn so với ở nhà đóng chặt cửa phòng. Và biết đâu, tôi chỉ làm việc từ 16:30 đến 21:30. Cảm ơn cô đã giúp tôi tự tin. Thú thật, khi có ý nghĩ này, tôi rất là hoang mang. Em chúc anh công tác thuận lợi. Sao bỗng dưng cô lại buồn? Em chợt buồn vu vơ thôi. Chào chị Nguyệt. Bác sĩ Hùng có hẹn với tôi. Vào đi. Sao chị lại cọc lóc với tôi như vậy? Với anh cọc lóc là quá lịch sự rồi. Em chào anh. Có chuyện gì thế? Chị Kiều đã mời được bác sĩ Thanh cộng tác ở phòng khám. Cái gì? Thanh nào? Bác sĩ Thanh ở bệnh viện mình. Làm sao có chuyện đó được? Cậu nghe tin ở đâu thế? Người khác tôi tin, chứ bác sĩ Thanh làm phòng mạch tư là chuyện hoang đường. Hơn nữa, ông vừa nhận đề tài cấp quốc gia tôi vừa giao mà. Đó là sự thật 100%. Chị Kiều vừa giao em kẻ lại biển phòng mạch. Ở dưới đề bác sĩ Phan Thanh, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện Thanh Tâm. Chờ tôi một lát. Thưa bác sĩ Quanh, có điện thoại của bác sĩ Hùng. Mọi người cứ vào phòng mổ chuẩn bị trước. Tôi vào ngay. Bây giờ bà Quanh với ông Hùng như hình với bóng. Chịu anh lên phó giám đốc cũng không phải là chuyện xấu. Alo, tôi Quanh đây. Chị lên gặp tôi nghe được không? Để tôi mổ xong đã. Có chuyện gì vậy anh? Chị biết bác sĩ Thanh làm ở phòng mạch cô Kiều chưa? Biết rồi. Vụ đề tài nghiên cứu chị chưa trao đổi với ổng à? Tôi đã trao đổi rồi, nhưng chuyện dài, để mổ xong tôi sẽ lên gặp anh. Cảm ơn chị. Đúng là có chuyện đó.
Cảm ơn cậu đã cho tôi thông tin kịp thời. Còn chuyện kia thế nào? Em ướm thử nhiều lần nhưng không có dấu hiệu. Chị Kiều muốn phá anh bằng trò tung thư tố cáo. Vụ mời được bác sĩ Thanh cộng tác, chứng tỏ bà muốn chơi đòn khác. Vụ thư nặc danh, tôi vẫn thiên về nghi của Vân, của Bình. Tuy nhiên, cậu cứ tiếp tục bám sát cô Kiều như trước. Cô ta định giở trò gì, cậu phải báo tôi ngay để kịp thời hóa giải. Không ngờ cô ta ngày một cáo. Anh cứ tin ở em. Cô Vân và cô Bình, em vẫn đang để ý. Xin phép anh em về. Nam này, lại đây. Còn một năm nữa tốt nghiệp chương trình hầm thụ. Cậu không học tiếp thật à? Đã có lần em nói với anh rồi, hoàn cảnh gia đình em quá khó khăn. Mặt khác, em nghĩ là một y tá giỏi cũng có cái tốt. Nhưng tôi muốn trọng dụng cậu. Sang năm tôi ổn định tổ chức bệnh viện rồi. Cậu phải học tiếp đi. Có bằng bác sĩ, cậu sẽ có chỗ đứng xứng đáng. Dạ, em cảm ơn anh. Sang năm nếu gia đình em bớt khó khăn, em sẽ nghe lời anh. Em xin phép. Báo cáo xong rồi chứ? Em làm gì mà chanh chua vậy? Chú bỏ hoàn toàn cấu trúc chật chội chắp vá, làm sao biến toàn bộ tầng trệt thành phòng khám sang trọng? Tôi hiểu ý chị. Ba đâu? Em quên là ba không ở nhà mình nữa hả? Chị nói xạo, má đâu? Má bận công chuyện với nhà. Em mệt cứ nằm nghỉ đi, hồi nữa chị xuống kêu má cho. Em cấm chị ở đây. Má! Hương! Má ơi! Má! Hương! Hương! Má! Đi đâu má, vậy? Má! Hương! Má! Hương má. À! Quen đi má mà! Ơi. Hương! Má! Con Hương ghét à. Má! Má Hương. Bỏ con! Vô phòng đi em! Con ghét má! Quen đi con mà! Ghét má! Nghe lời chị đi em! Má! Hương à, trời mà. Ơi, Hương, đang bệnh như vậy mà ra nắng gió hả con? Bỏ tôi ra, vô phòng, bỏ tôi ra, vô phòng đi mà. Ghét mà, bỏ tôi ra, chị đi em, bỏ ra, nhanh lên, bỏ ra, Hương à, Hương, ghét mà, vô phòng đi. Chú phải làm đúng theo với tôi nha. Con ghét mà, đừng ngại tốn kém, tôi phải lên với thằng nhỏ một lát. Chị cứ lên với cháu đi. Con ghét mà, Hương à, con ghét mà, nghe lời chị đi mà em, vô phòng đi. Ôi, con trai cưng của má, thôi được rồi, đừng có la nữa. Con ghét má. Thôi, má xin lỗi. Má xin lỗi con. Má bận việc xuống nhà, nhưng mà má để cho chị gái xoa lưng cho con rồi. Ba đâu? Con không cần má. Má đi tìm ba cho con. Thôi bây giờ ngoan nha, con nằm xuống đi ha. Nằm xuống đây, rồi lát nữa má kêu ba cho con, chịu không? Con gái nữa, con biết cách xoa lưng cho em nữa hả? Không phải tại chị gái, tại má đó. Má ác lắm, má đuổi ba. Con ghét má 1 triệu lần. Bà nói với con như vậy phải không? Thôi được rồi, lỗi tại má. Tại má nóng quá, rồi ba giận bỏ đi. Con ngoan đi, rồi lát nữa má sẽ đi tìm xin lỗi ba. Kêu ba về với con, chịu không? Ừ. Thôi nằm xuống đi con. Gái, đi pha cho em ly sữa uống thuốc. Rồi trông chừng em, để cô đi tìm chú về nghe không? Dạ. Đi đi. Con không uống sữa, con mới ăn đùi gà hamburger. Con đang bệnh gì làm sao ăn đùi gà hamburger được? Thôi, ráng ngoan đi, rồi khi nào hết bệnh á, con ăn bao nhiêu mắt cũng mua cho con, chịu không? Con cứ mua ăn, con gọi điện cho cô Hoa, có mình cô Hoa thương con. Thôi, được rồi, cho má xin lỗi. Xách xe đi tìm đùi gà hamburger mua về cho em, đi nhanh lên. Dạ. Thôi nằm xuống đi con. Việc anh Thanh đột nhiên thay đổi ý định, từ chối phát đề tài nghiên cứu từng ôm ấp nhiều năm qua. Tôi chưa muốn báo ngay cho các anh, vì chính tôi cũng choáng váng. Chắc chắn chị Kiều đã chích cho anh Thanh một liều thuốc tự ái hoặc tham vọng rất hữu hiệu. Anh Thanh xin nghỉ việc hẳn hoặc chuyển qua bệnh viện khác. Cô có thể tin được. Lần này ra phòng mạch tư, lại là phòng mạch của cô Kiều, cứ như một tính cách khác nhập vào nấy. Nhưng tại sao chị lại ủng hộ ông Thanh cộng tác với cô Kiều? Lẽ ra phải bằng mọi giá ngăn cản ông ấy. Cô Kiều rõ ràng muốn phá tôi,
Lời ủng hộ của chị đã khiến cô ta đạt mục đích. Ít nữa, đoàn hiệp hội phi chính phủ Âu Mỹ và ông Lý Hán từ Mỹ qua, ông Thanh không còn làm ở bệnh viện, lại ra làm tư. Vụ tài trợ có thể sẽ gặp rắc rối lớn. Lúc được anh Thanh hỏi ý kiến, tôi không nghĩ ra vụ tài trợ. Tôi chỉ nghĩ lúc này có can cũng không được. Thứ nữa, giả sử có nghe tôi thì với tâm trạng tiếp tục bế tắc, anh ấy chỉ cũng ngày một xa bệnh viện. Ra làm phòng mạch tư, dù tốt hay xấu hơn, cũng đều là con đường giúp anh ấy tự ngộ nhanh hơn bất cứ lời vận động khôn khéo nào. Và tôi tin anh ấy sẽ sớm trở lại bệnh viện hơn tình trạng nuôi mãi sự trầm uất. Có thể chị Quách có lý. Dù sao cũng là chuyện đã rồi. Đành phải để tình hình rối đến đâu gỡ đến đấy vậy. Con không muốn, ba không về con không muốn. Má nói rồi con không tin sao? Ba không có về nữa. Thôi được rồi, bây giờ má quay số điện thoại ở bệnh viện, con nói chuyện với ba nha. Alo. Ba đang ở bệnh viện, con nói chuyện với ba đi. Alo, ba hả? Sao ba không về với con? Ba đang bận công chuyện. Bây giờ con ở với má là chính. Chỉ khi nào rảnh, ba mới về với con được. Ba ở luôn với cô Hoa hả? Ba bỏ má, sao ba lại bỏ luôn con? Con hỏi má. Má đâu có cho ba ở nhà, nên ba phải đi. Con biết rồi mà. Nhưng con bệnh, phải nghỉ học 3 hôm rồi. Vậy hả? Thôi được rồi, chiều ba về thăm con. Má cho con đi khám bệnh và uống thuốc chưa? Con không uống, con đợi ba về con mới uống. Con phải uống thuốc đi nha. Bà hứa nhất định chiều nay ba sẽ về, nhưng con phải uống thuốc nha. Con không uống, con ghét ba. Con thấy rõ chưa? Ba biết là con bệnh, nhưng mà ba không về thăm con được như mọi khi. Con biết tại sao không? Tại bây giờ ba có cô Hoa, ba thương cô Hoa hơn má con mình. Con có biết cô Hoa là ai không? Thôi bây giờ nha, má sẽ kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích, rồi sau đó con uống thuốc nha. Má kể đi. Ngày xưa, ngày xưa, ở trong một khu rừng hạt dẻ, có hai vợ chồng và cô con gái sống rất hạnh phúc. Một hôm, có người phụ nữ trẻ đẹp, mỗi lần đến nhà chơi, chị ta đều mang cho cô bé một hũ mật ong rừng thơm phức. Cô bé lúc đầu rất sợ mật ong vì nước quá ngọt, nhưng sau ăn dần thấy ngon và ghiền luôn. Cho đến một hôm, người chồng đi rừng không trở về nhà. Khi người vợ đi tìm chồng sang khu rừng mật ong bên cạnh, đến nhà người phụ nữ ấy, chị đã ngất xỉu luôn khi thấy chồng mình đang ở với người phụ nữ đó và không bao giờ trở về nhà nữa. Chị hỏi chồng, anh không thương tôi, cũng phải thương con anh chứ. Người chồng nói, thương con đâu phải lúc nào cũng ở bên cạnh nó mới thương. Lâu lâu tôi về thăm nó một lần cũng được. Thì con như vậy có đúng không? Vậy là người cha độc ác. Nhưng cô con gái nói, lâu lâu cha về thăm con cũng được, nhưng cha phải nói với cô, ngày nào cũng phải mang mật ong rừng đến cho con ăn. Người cha nói, nhất định phải như vậy. Người mẹ hết lòng chăm sóc con, nhưng chị nói với con rằng lỗi không phải ở ba, mà do chính người phụ nữ đó. Bởi vì cô ta là mụ phù thủy. Cô bé nói với mẹ, mẹ nói dối, ba con giỏi như vậy, làm sao mà bị mụ phù thủy lừa được. Dân cứ làm, lát tôi quay lại. Đi đâu nữa, tôi xong ngay bây giờ. Em vào sổ cho anh những bệnh nhân này để chia làm thủ tục. Cứ để đó đi. Sao lạnh nhạt vậy? Anh tưởng đây là buổi ăn trưa ở căng tin sao?
đã thương nhau rồi, dân tộc quê ảnh làm gì? Ai thương? Ông Tạo kể cho chị hả? Đâu có. Tôi nhìn thấy đàn ông đàn bà thương nhau, có đóng kịch giỏi cách mấy cũng không qua mắt được thiên hạ. Tôi với ông Tạo chưa có gì đâu. Tôi nói thật đó. Nè, khi trải qua mối tình đầu, tâm trạng của chị thế nào? Mỗi người mỗi cảnh. Người thì thật ngọt ngào, người lại quá cay đắng cô dân ơi. Tôi hỏi chị kia mà, riêng chị đó. Lần đầu tiên của tôi là với bác sĩ Hùng. Tôi vừa yêu mù quáng, vừa sợ tai tiếng, sợ thất bại. Diễm ta đã có vợ rồi. Chị ngồi xuống đây đi. Đó là phần chị. Còn anh ta có hứa đủ điều không? Đàn ông khi yêu, người nào mà không hứa trời hứa đất. Nhưng chuyện lời hứa có được tôn trọng hay không còn tùy thuộc may rủi số trời. Có anh tử tế mười mươi ra, nhưng số mình không gặp may, họ cũng bỏ mình cái một à. Nếu mình không may mắn, đều gặp loại đàn ông phản trắc hết hả? Người khác thì tôi không biết, nhưng với tôi chuyện đó là 100%. Tôi gặp toàn là loại người khi yêu thì lý gì cũng tán thành yêu, nhưng đến lúc bỏ thì chính những cái lý đó lại bỏ mình. Xong rồi. Tóm lại, đâu cùng một thứ bệnh. Sao dân ghi vào đây cùng một thứ bệnh? Chị này lạ thật. Tôi nói bệnh là bệnh phản trắc của bọn đàn ông kìa. Xin lỗi, tôi hiểu lầm. Thưa bác, con muốn gặp bác sĩ Thanh ạ. Anh đến có việc gì? Thưa, con chạy taxi. Chị Kiều ở phòng mạch bác sĩ Thanh, nhờ con đón bác sĩ ạ. Phòng mạch bác sĩ Hùng chứ? Thưa, phòng mạch bác sĩ Thanh, chứ không phải bác sĩ Hùng. Con đã đọc tấm bảng hẳn hoi mà. Mời anh vào. Dạ. Cậu chờ một chút. Dạ. Cô Kiều cho xe đến đón con đi đâu đó. Cô Kiều cử đến hả? Dạ. Thông cảm chờ tôi một chút nha. Dạ. Con có về ăn cơm không? Con cũng chưa biết nữa. Em chào chị. Chào chị Kiều. Không tài nào nhận ra. Đã nghe chị nói rồi mà tận mắt thấy, em vẫn kinh ngạc và kính nể chị. Đẹp quá. Em dám xin nghỉ việc ở bệnh viện, đến làm cho chị lắm. Dẹp. Tạm dẹp những lời khen ngợi đó lại, cố gắng vào vai cho tôi. Bác sĩ Thanh sắp đến rồi đó. Dạ. Dạ. Em thấy người đàn bà tức khí vì bị chồng bỏ bỗng trở nên vĩ đại thế nào chưa? Em không có ham cái vĩ đại đó đâu.
Alo. Kim đó hả? Cho nội gặp má đi. Dạ, nội chào chút. Má à, nội cần nói chuyện với má. Cậu chờ chút nha. Con đây, có chuyện gì vậy má? Không biết má có lộn không, nhưng rất có thể anh Thanh đã nhận lời đi làm phòng mạch tư của cô Kiều. Làm gì có chuyện đó được. Cô Kiều vừa cho taxi đến đón má hỏi. Người lái xe nói rất rõ là cô Kiều ở phòng mạch bác sĩ Thanh. Má lo quá nên phải nói con ngay, để con xem thực hư ra sao. Không thể tin được, nhưng má yên tâm, con sẽ kiểm tra ngay. Tuần trước, cô Kiều có đến nhà chúc mừng anh Thanh nhân ca mổ anh công an đánh cướp. Sau đó mấy ngày, má thấy anh ấy gần như không ngủ, ăn uống chiếu lệ và hay cáu. Má rất sốt ruột nhưng không dám nói với con. Con cảm ơn má đã cho con biết. Cô Quanh đã biết chuyện này chưa? Điều này má không rõ, nhưng má nghĩ có thể cô Quanh biết rồi. Má để con tính, rồi sẽ cho má biết sau. Nhà có chuyện gì hả má? Không hiểu tính nết ba con làm sao nữa. Anh Thanh làm phòng mạch của cô Kiều, cậu có tin được không? Chắc là tin đồn thôi, chứ làm gì có chuyện đó. Con bảo đảm, chuyện đó không có đâu má. Nội vừa nói cô Kiều cho xe đón ba đến phòng mạch. Cậu chở con Kim đến nhà cô Kiều xem hư thực thế nào rồi cho tôi biết. Dạ, em sẽ đi ngay. Nếu có, con tin rằng ba thấy cô ấy bị chú Hùng bỏ rơi thì đến thăm lại, đáp lễ hôm cô ấy đến chúc mừng ba thôi. Alo, khoa ngoại bệnh viện Thanh Tâm nghe đây. Cô Quanh phải không? Tôi Bích đây. Ôi, em chào chị. Em đang muốn được gặp chị, rất cần chị ạ. Cô biết anh Thanh nhận làm ở phòng mạch của cô Kiều rồi chứ? Em biết, nhưng chuyện rất dài. Chị em mình hẹn gặp nhau ở đâu nói chuyện được không chị? Cảm ơn ạ. Dạ, không có chi. Em xin chào anh. Anh thấy khác nhiều so với hôm trước anh đến không? Cô Trương tên tôi lên làm gì? Phòng khám của anh. Không để tên của anh thì để tên của ai? Từ lúc em treo tấm bảng này lên, bao nhiêu bệnh nhân đến hỏi thăm rồi. Anh không thích thì em thay tấm bảng khác cũng được. Đã tốt rồi thì thôi. Xin chào bác sĩ. Chào bác sĩ. Cô cậu không làm ở bệnh viện nữa à? Thưa bác sĩ, tụi em trực đêm nên hôm nay nghỉ ngày qua giúp chị Kiều. Được biết bác sĩ cộng tác với chị Kiều, tụi em rất mừng. Cô Hoài và cậu Nam cùng phụ từ hội anh hùng, nhưng rất tận tụy với em nên em giữ lại. Nếu anh cần thêm nhân viên hoặc muốn ai phụ phù hợp, em sẽ lấy thêm. Những máy này phải đầu tư nhiều tiền lắm. Có được anh cộng tác còn quý gấp trăm lần, cho nên em phải ráng đầu tư tối đa cho xứng với tầm vóc của anh. Và em đã nói với anh, đây là bước đầu để em cùng anh cùng mở một bệnh viện tư. Tất cả trang thiết bị hiện đại ở đây do hai đứa em ở Pháp gửi về, chứ em làm gì có tiền. Như thế thì ngang bằng với bệnh viện nhà nước rồi. Nội con nói đúng rồi.
nhưng con không hiểu tại sao ba con đang là bác sĩ danh tiếng mà lại chịu hạ mình làm phòng mạch tư. Chưa kể tới cô Kiều là người xưa nay ba con vốn coi thường. Thật ra cũng dễ hiểu thôi. Có thể ba con nhìn ra được cái lợi hơn nào đó khi ra phòng mạch tư. Dù ba con bỏ dạy học ra làm công ty tư nhân cũng vậy thôi. Cậu cho con mượn điện thoại. Alo, con đây má. Nội nói đúng 100%. Con và cậu Tường đang ở trước cửa phòng mạch có để bản tên ba. Không ghé vào nữa, về thẳng nhà tôi. Dạ. Lát nữa cậu quay lại đưa mấy món quà cho thằng Hưng, nói tôi gửi cũng được. Dạ. Anh nói đến thăm thằng Hưng bị bệnh, sao lại về? Không biết bằng cách nào cô ta lôi được ông Thanh về phòng mạch. Thật sao? Nhài ơi, lấy khăn lạnh và nước mát cho chú đi. Dạ. Định ghé vào thăm thằng Hưng, nhưng nhìn thấy tấm bảng phòng khám bác sĩ Thanh sốn mắt quá, anh về đây liền. Cái nhà được sửa lại đẹp lắm, không biết tiền đâu mà phòng mạch có cả máy chiếu X quang, máy đo điện tim não. Anh uống đi cho đỡ mệt. Phải thừa nhận, lôi được bác sĩ Thanh về công tác, bà Kiều thuộc hàng cao thủ. Nhưng cũng có cái tốt cho mình, vì càng sớm lao vào làm ăn, bà cũng bỏ cái vụ quậy phá anh. Căn cứ vào đâu em nói thế?